Vui lên anh. Mình mất thứ này thì mình sẽ có nhiều thứ khác. Anh sắp có mọi thứ rồi. Có sự nghiệp, có xe, và sắp có nhà. Và có lẽ là anh sẽ có rất nhiều thứ. Anh chỉ có không còn anh em, và cũng không còn Nhiên nữa. Anh và Nhiên sao ạ? Kết thúc rồi. Nhưng không thể chịu được áp lực khi quen một người nha. Hai người cãi nhau ạ? Hay là do chuyện ẩm ý báo chí của em và anh? Nhưng nói là anh đánh mất anh của ngày xưa. Buồn một cái là đúng như vậy thì bây giờ anh không thể bỏ tất cả để ở bên Nhiên như ngày xưa được. Và anh cũng chẳng muốn quay lại cuộc sống như trước kia nữa. Anh ích kỷ đúng không? Không, anh chưa bao giờ ích kỷ cả. Chỉ là chúng ta khác họ mà thôi. Có mấy ai leo được đỉnh vinh quang đâu anh. Bọn họ ở dưới thì sẽ không bao giờ hiểu được trên đỉnh vinh quang có những gì. Có thể là anh đánh mất Nhiên, nhưng mà anh sẽ có nhiều thứ khác giá trị hơn nhiều. Như em đây này, em đang ở đây với anh. Không thể làm như vậy được. Quên quá khứ đi anh. Em mới chính là tương lai của anh. Khi mà anh chỉ coi em như em gái của anh thôi. Chuyện của anh với em nó chỉ là một màn kịch để che giấu mọi người thôi. Không, màn kịch ấy chỉ có một mình anh đóng. Còn đối với em, tất cả đều là thật. Nếu là thật thì lỗi là ở anh. Anh đã làm cho em hiểu lầm. Anh đừng tự lừa dối cảm xúc của mình nữa. Anh nghĩ em nên về thì hơn. Để anh gọi xe cho em. Anh càng trốn tránh em thì càng chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em.